Thêm 142 ca tử vong và 2.009 ca nhiễm COVID-19 mới tại Trung Quốc đại lục cho đến cuối ngày 15 tháng 2. Như vậy, Trung Quốc đại lục đã có 68.500 ca nhiễm và 1.663 trường hợp tử vong vì COVID-19. Trên toàn thế giới đã có 69.197 ca nhiễm, 1.669 ca tử vong và 9.465 ca đã khỏi. Thêm 70 người nhiễm COVID-19 trên du thuyền ở Nhật. Đài CCTV dẫn thông tin ngày 16 tháng 2 của nhà chức trách Nhật Bản cho hay có thêm 70 người trên du thuyền Diamond Princess dương tính với virus corona chủng mới. Như vậy, tổng số người nhiễm COVID-19 trên du thuyền này đã lên tới 355 người. Trong một diễn biến liên quan, kênh NBC News dẫn thông tin trích từ thư điện tử của Đại sứ quán Mỹ ở Tokyo cho biết những hành khách Mỹ bị cách ly trên du thuyền Diamond Princess sẽ được sơ tán trong ngày 16 tháng 2. Máy bay sẽ đến Nhật Bản vào tối 16 tháng 2. Xe buýt sẽ đưa các bạn cùng hành lý và các bạn đi từ tàu tới địa điểm lên máy bay. Email gửi tới các hành khách có đoạn như vậy. Cũng theo email này, máy bay sẽ hạ cánh tại căn cứ không quân Travis ở California. Một số hành khách sau đó sẽ tiếp tục đưa tới căn cứ không quân Lockland ở Texas. Hãng quản lý MS Westerdam vẫn chờ kết quả xét nghiệm cuối. Holland America, hãng quản lý du thuyền MS Westerdam ngày 16 tháng 2 cho biết nữ hành khách nước Mỹ được xác nhận dương tính với virus corona chủng mới tại Malaysia, cần tiếp tục thực hiện thêm xét nghiệm để có kết luận cuối cùng. Trước đó, Bộ Y tế Malaysia cho biết một hành khách từng có mặt trên du thuyền MS Westerdam mới cập cảng ở Campuchia đã dương tính với virus corona chủng mới sau khi được xét nghiệm. Cụ bà 83 tuổi này là hành khách đầu tiên trên MS Westerdam dương tính với virus. Kết quả đầu tiên chỉ là sơ bộ vào thời điểm này và chúng tôi đang chờ kết quả xét nghiệm thứ hai để xác nhận, theo tuyên bố mới nhất của Holland America. Theo Reuters, chính quyền Campuchia đã liên hệ với phía Malaysia để xem lại kết quả xét nghiệm. Trước đó, vào sáng sớm 16 tháng 2, theo thống kê của báo South China Morning Post, tính đến 6 giờ ngày 16 tháng 2, toàn thế giới có 69.031 ca nhiễm virus chủng mới, 1.666 trường hợp tử vong và 8.142 người đã hồi phục. Tờ báo của Hồng Kông cũng nhận định số ca tử vong không biến động nhiều so với ngày 14 tháng 2. Ngoài ra, số ca nhiễm mới cũng giảm trong ngày 15 tháng 2. Theo thống kê của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc gọi tắt là NHC, trong số 1.843 ca nhiễm mới ở Hồ Bắc, thành phố Vũ Hán chiếm 1.548 trường hợp. Như vậy, Hồ Bắc có 1.596 ca tử vong và 56.249 ca nhiễm cho đến cuối ngày 15 tháng 2. Tỉnh Hồ Bắc được xem là tâm điểm của dịch bệnh hiện nay ở Trung Quốc. Theo hãng tin AFP, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc gọi tắt là NHC thống kê số ca tử vong vì COVID-19 đã vượt con số 1.600 tại nước này. Trong khi đó, báo South China Morning Post đưa con số tử vong tại Trung Quốc đại lục là 1.662 trường hợp. Đài BBC dẫn nguồn tin từ các cơ quan y tế Anh ngày 15 tháng 2 cho biết 8 trong số 9 người bị nhiễm COVID-19 đang bị chữa trị ở Anh đã xuất viện. Hai lần xét nghiệm lại đều cho thấy 8 người này âm tính với virus corona chủng mới. Tôi muốn nhấn mạnh rằng bất kỳ cá nhân nào được phép xuất viện hiện giờ đều khỏe mạnh và không đặt ra bất kỳ mối đe dọa sức khỏe nào đối với công chúng, Bộ trưởng Y tế Anh Mark Hancock cho biết như vậy. Các cơ quan y tế Anh cho biết thêm, tất cả 94 người bị cách ly tại Bệnh viện Arrow Park ở Winbrow, Merseyside, Tây Bắc Anh cũng đã xuất viện. Những người này bị cách ly sau khi chuyến đi từ Trung Quốc về Anh. Tuy nhiên, còn hơn 100 người khác vẫn bị cách ly tại khách sạn Ken Hill Park ở thị trấn Milton Keynes, Buckinghamshire, Đông Nam Anh sau khi từ Trung Quốc về Anh cuối tuần trước. Nga sẽ tiếp tục cung cấp thiết bị cho Trung Quốc. Phát biểu tại cuộc gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bên lề hội nghị an ninh Munich lần thứ 56 ngày 15 tháng 2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow sẽ tiếp tục cung cấp thiết bị y tế cho Trung Quốc trong cuộc chiến chống lại dịch COVID-19. Những nỗ lực của các bạn được thực hiện rất thành công và minh bạch. Nga thực sự đánh giá cao điều này. Ngoại trưởng Nga cho biết Nga đã xác nhận 2 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới đều là công dân Trung Quốc, một người ở khu vực Ban Căng và một người ở vùng Tuyên. Ngày 12 tháng 2, một người đã được điều trị khỏi và được xuất viện tại thành phố Chita ở Siberia của Nga. Người còn lại ở Tuyên được thông báo đã phục hồi và không cần cách ly. Nga có đường biên giới 4.200 km với Trung Quốc, cũng đã thực thi nhiều biện pháp ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh như cấm nhập cảnh đối với những người đến từ vùng dịch, dừng vận hành tuyến vận tải đường sắt với Trung Quốc. Đài Fox News ngày 16 tháng 2 theo giờ Việt Nam dẫn lời một hành khách từ du thuyền Diamond Princess tuyên bố không muốn được sơ tán khỏi tàu Diamond Princess đang bị cách ly nhiều ngày qua tại Yokohama, Nhật Bản.
Ông Matthew Smith cùng vợ bị cách ly trên tàu từ ngày 5 tháng 2. Mong muốn lớn nhất của chúng tôi hiện nay là được tiếp tục tuân lệnh cách ly do các quan chức y tế Nhật Bản đặt ra, sau đó được xét nghiệm virus vào cuối giai đoạn cách ly để chúng tôi có thể chắc chắn mình không nhiễm bệnh và tự do rời đi, ông Smith nói. Trước đó, báo Wall Street Journal ngày 15 tháng 2 cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ sẽ sơ tán khoảng 380 công dân Mỹ ra khỏi du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly ngoài khơi Yokohama. Chính quyền Nhật cũng xác nhận đang làm việc chặt chẽ với phía Mỹ để tiến hành công việc này. Hồng Kông sơ tán trên du thuyền Diamond Princess. Chính quyền Hồng Kông đang chuẩn bị các chuyến bay để sơ tán hơn 300 người dân mắc kẹt trên du thuyền Diamond Princess bị cách ly nhiều ngày qua tại Yokohama, Nhật Bản. Trong thông báo vào khuya 15 tháng 2, Cục An ninh Hồng Kông cho biết các chuyến bay hoàn toàn miễn phí và người dân Hồng Kông sẽ được thông báo trước về ngày khởi hành, cũng như các thông tin liên quan một khi Nhật Bản chấp nhận kế hoạch trên. Theo Reuters, cho đến nay, du thuyền Diamond Princess có tổng cộng 286 ca dương tính với COVID-19, trở thành ổ dịch COVID-19 lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc đại lục. Hãng Toyota tuyên bố sẽ quay lại sản xuất 3 trong số 4 nhà máy chính ở Trung Quốc trong tuần sau. Các nhà máy này bắt đầu nghỉ Tết từ ngày 3 tháng 2 và đã kéo dài cho đến ngày nay vì dịch COVID-19. Toyota cho biết hai nhà máy tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm và thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông sẽ hoạt động trở lại từ ngày 17 tháng 2, trong khi nhà máy còn lại tại Thiên Tân sẽ bắt đầu sau đó một ngày.